chương trình là quay mấy clip cho mấy em trong câu lạc bộ bóng đội bóng không? Đội bóng. À, mấy em cứ chơi thoải mái đi, để mình tự ghi hình đó. Đó là tiếp viên Nhí nha, tiếp viên 6 tuổi thôi. Quán bia hơi. Cậu đừng ăn. Ba mẹ ơi cho à, có chú biết anh chạm không chạy nổ tôi quay cho mấy ông chú chiếu mấy ông về mấy ông coi anh kia vậy vậy phước xe đét phước xe đét ở đây mình xe đét mà ở đây đội bóng vậy mấy ông xe đét tem vô vậy hả hôm nay là vô địch luôn hả quá im vậy ta rồi tôi quay cho mấy ông chú mời má ơi hôm nay là vô địch luôn chú bảy vô địch luôn á ừ gì vậy xe đá kèm vô dữ dằn ha chút rồi kìa rồi 1 2 3 vô 2 3 vô 3 2 vô hôm nay là mấy em là vừa đạt vô địch luôn á giải gì mấy ông nói luôn rồi dữ dằn ha để bóng đá hả tụi mini nha trời ơi ăn kìa chú bảy chơi 100 với mấy em luôn kìa 1 2 3 vô nè chấm đi biến hiệp 1 2 3 vô là mấy con đá mấy con phải biết hát luôn đứng lên ngồi xuống